Pome Pinoa Dương Chomny Dú Huyền Lệ Thủy Cánh Huyền Quảng Ninh Tình Quảng Bính. Báo Dân tộc Phát triển Pom Cắp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn tỉnh Quảng Bính có tổ chức nhôm chương hở Pome Vân Kiều. Anh đi là nâng cùng phân năng về Pop Nham Hốc Xếp Há Pì Mự Pú Hố Ma Giảm tỉnh Quảng Bính Cánh Hốc Xếp Há Pì Mự Trở Quân Bờ Ru Vân Kiều Đẩy Mi Trùm Hó Khòn Pú Hố. Mình thì tháo hiểm có môn sừng trên nhận đầy trương trai giờ khòn đàn từ thiền do báo dân tộc phát triển bòm các bản trị sư giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhôm. Cho hơn tháo hiểm là nâng cổng số Hà Diếp Bét cho hơn cặt, quân thảo ké rú Vân Kiều đầy trai giờ. Mì lung bùng trái khổng đàng hơn nước trai giờ, chơ cắt khó, ướt giá, khỏi co chứ chầm bao lấm. Nhớ mãi thì không quên. Lại chân khòn trông hong cánh bưng tàn chân bó sòn rú bưng chân ép hợp bưng quân thảo ké quân mi lăng tìm chơ các giáo hà hót trường mạnh hơn có đầy nhóm hợp bom me xã kiềm thủy xã lâm thủy khòn huyền lệ thủy cánh xã trường sơn huyền quang ninh. Anh ý lo về dân mi khắc nghề vầy khái hạ bom me tơ bát khám cải cắt khó hướt gần mà tay kinh tế xã hối tay tinh bồng kiến đê rú. Anh ý lo về dân hôn phân bom các bưng ngành chu cấp đoàn thể xã hối cho giờ bom me chu trần hải quân tỉnh Quảng Bính cánh tinh cắn nướng vào trùng. Mở khỏi co bồng chờ hót bom me chu trần hải quân giúp vùng dùng đắc háng tăng cày vầy dân heo đờ vầy ầu bưng khu ngay đi ma hở bom me mi bùng kiến đất số đi hơn bom me mi văn hóa bùng kiến đất số chăn ngam bằng cằn khát sàn năm dệt bưng lung tăng chính sách gọn tàng hơn nước và tàng tánh quể hơn chăn ngam bưng năng về nỉ hôm phân tâm tết lung khát sàn nhận danh bưng lung bản bánh hót bom me chở quân Vân Kiều được các đảng bù hố kính yêu.